Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phim truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc tuần từ 20 đến 26 tháng 10 năm 2014. Tôi muốn chuyển nhượng cổ phần của tôi cho chủ tịch Kim In-suk. Kim In-suk, từng bị cô lập trong gia tộc, nay trở thành chủ tịch GK Club. Điều khiến mọi người bất ngờ là Yong-seo đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho In-suk, giúp cô trở thành cổ đông lớn của công ty. Thì làm sao quản lý công ty được chứ? Han Ji-hun, người có cuộc sống hai mặt trong GK tộc, vì chứng kiến In-suk bị cả gia tộc GK khinh miệt, đang phải cay đắng nuốt từng giọt nước mắt khi bị áp bức. Ji-hun và người quản gia đã âm thầm rút In-suk củng cố quyền lực để trở thành một doanh nhân thành đạt nhất Hàn Quốc. Buổi lễ ra mắt tân chủ tịch GK Club xuất hiện một thanh niên người Mỹ, Johnny, nhận In-suk làm mẹ và gọi cô là Kim Mary. Liệu Johnny có liên quan gì đến cuộc đời của Kim In-suk? Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Hoàng gia phát sóng buổi trưa các ngày trong tuần. Lúc đó tôi thực sự không làm gì cả. Không phải là tôi giết mà. Đồng quê dựa theo chuyện và phóng sự nổi tiếng của nhà văn Phi Vân nói về cuộc sống và phong tục tập quán của người nông dân Nam Bộ thời kỳ Pháp thuộc nửa thế kỷ 19. Dưới sự bóc lột hành hạ của chủ chiếu, một điền chủ giàu có và đều giả, có người tan nhà nát cửa, có người mất vợ mất con, có người sa vào tình cảnh phải đi cướp bóc. Mỗi nhân vật là mỗi cảnh đời oan khổ do nghèo đói, do thất học, do niềm tin mê muội vào bùa chú. Những người nông dân vùng sâu tuy đói nghèo lạc hậu bị áp bức, song không vì thế mà họ đánh mất đi văn hóa dân tộc mình. Tất cả đã được đan xen thể hiện một cách khéo léo sinh động trong 22 tập bộ phim Việt Nam Đồng Quê phát sóng lúc 13 giờ 15 phút hàng ngày. Còn một việc nữa, còn con nói với ông Sik, đây chính là mẹ ruột của nó phải không? Chủ tịch công ty Queen không thể tin cô Jung Sun lại đối xử với cô Jung Sik tàn nhẫn như vậy. Anh ta thuê người giả làm mẹ của cô ông Sik, mục đích là muốn đuổi ông Sik ra khỏi Hàn Quốc. Con còn ra điều kiện để nó được gặp mẹ nó nữa. Giám đốc Han biết Hwang Tae-hee là người có khả năng giúp cô ông Sik trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, nên đã dùng mọi thủ đoạn để đuổi Tae-hee ra khỏi công ty. Liệu cô ông Sik có bảo vệ được Tae-hee hay không? Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim hài lãng mạn Nữ hoàng rắc rối phát sóng 18 giờ các ngày trong tuần. Cô Hoàng không còn là người của tổ nữa, tại sao lại ở đó? Tôi nói cô ấy đi cùng với tôi. Tại sao? Vì tôi có việc muốn nhờ cô ấy, vì tôi đang trên đường đến đó nên tôi... Vậy là đã rõ rồi phải không? Bây giờ người đáng nghi ngờ nhất chính là Hwang Tae-hee. Điều giáo huấn cháu học được từ cuộc thi đó hoàn toàn sai. Những điều giáo huấn chúng ta cần phải giành được đó chính là quyền lực cao hơn. Trước đây nếu chúng ta có quyền lực cao hơn họ thì bà Mama Chơm đó đâu dám dở mấy cái trò thi đấu như vậy. Chúng ta cần phải giành quyền lực cao hơn, không để xảy ra những chuyện như vậy nữa. Mama, chắc chắn ta sẽ phải giành được quyền lực và phú quý cao hơn các bậc tiền bối trong gia tộc. Chắc chắn từ giờ trở đi sẽ không ai dám đối đầu với chúng ta nữa. Vì vậy cháu cũng phải theo ta. Mời quý vị và các bạn đang xem những tập tiếp theo bộ phim truyền hình Hàn Quốc Nàng Đi Trang Cơm sẽ được truyền đến quý vị và các bạn lúc 21 giờ các ngày từ ngày 20 đến 26 tháng 10 năm 2014. Cô gái ngỗ ngược này là thầy của con sao? Vâng. Chắc cô ta chỉ dạy con ngỗ ngược với người khác, chứ cô ta dạy bảo gì con? Tôi có là một người thầy hay một người ngỗ ngược đi nữa cũng không liên quan gì đến ông. Giờ chúng ta hãy nói chuyện với nhau đã. Ông đã từng làm quan ngự y trong viện nội y, vậy mà ông không thèm để ý đến thể chất của người bệnh, lại cho dùng nhân sâm bừa bãi như vậy sao? Tôi đã tốn bao nhiêu công để chữa bệnh cho vị đại nhân đó.
Chẳng lẽ nghe một điều căn bản như vậy mà ông cũng không biết sao? Dù em không phải là Min So Hee mà là Eun Jae, thì anh vẫn yêu em. Tình cảm của anh không thay đổi. Anh cảm ơn vì em đã sống lại. Chúng ta hãy cùng cố gắng làm lại từ đầu nhé. Làm lại từ đầu ư? Anh hiểu rõ em mà. Em không phải là người độc ác. Làm cho em phải bất hạnh như vậy, anh cũng không thể hạnh phúc được. Cái mà em muốn không phải là trả thù mà là anh, đúng không? Những tập tiếp theo bộ phim Tâm lý tình cảm Hàn Quốc, Sự quyến rũ của người vợ sẽ được chuyển đến quý khán giả lúc 22 giờ các ngày trong tuần, từ ngày 20 đến 26 tháng 10 năm 2014. Tôi sợ cô lắm rồi. Sao cô còn đuổi theo tôi đến tận đây làm gì? Gu Eun Jae, có lẽ nước biển đã biến thành thuốc đối với cô, đúng không? Gu Eun Jae ngốc nghếch luôn bị bắt nạt, cũng biết hành động đâu ra đấy quá nhỉ? Mới sáng sớm ra mà cô đã đến đây nói linh tinh cái gì thế? Trả lời thẩm mỹ viện cho tôi, thân phận của cô đã bị bại lộ rồi. Tôi phải lấy lại thẩm mỹ viện đã bị cô dùng thủ đoạn xấu xa cướp đoạt. Nếu muốn tôi trả lại thẩm mỹ viện thì cô phải trả lại những gì đã cướp đoạt của tôi trước. Hãy trả lời đứa con trong bụng của tôi, hợp đồng thẩm mỹ viện 2 tỷ. Và giấc mơ của tôi, cả hạnh phúc và gia đình của tôi nữa. Cháu nói đúng lắm. Đó chính là mùi của những bông lúa mới, rồi mùi của vạn vật cây cỏ, rồi còn có cả hương của đất nữa cháu ạ. Và lúc 21 giờ thứ Bảy, ngày 25 tháng 10 năm 2014, trong chương trình sân khấu, mời quý khán giả đón xem vở kịch nói Hương Đất do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Từng thớ, đất rã ra, bốc lên một mùi thơm ngai ngái, nồng nồng. Lúc ấy mà ngồi nghe đất thở giữa tiếng côn trùng rả rích, trời ơi, thật là tuyệt vời cháu ạ. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.